Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài dân vũ điểm ca đích nhân, một bài nhạc nghe rất là hay. Bài này thì mình biên đạo gồm có 8 cô nhạc tám và chỉ đi theo một hướng. Bây giờ mình sẽ đi trước một lượt cho các bạn theo dõi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại quay lại từ đầu, từ câu 1 đến câu 8. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Trước tiên là mình nói đến phần dạo nhạc đầu trước. Dạo nhạc đầu thì nó gồm có 4 cô nhạc tám. Và tùy các bạn nhé, các bạn có thể sử dụng những cái động tác mà mình thích. Còn với mình thì mình thử sử dụng hai động tác. Động tác thứ nhất sử dụng cho hai cô nhạc đầu thì mình cứ đứng tại chỗ chống tay và chúng ta đứng theo nhịp. Bắt đầu ở bên trái trước này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai câu nhạc xong, mình sẽ sử dụng động tác thứ hai. Chúng ta bước chân sang trái rồi lại bước chân sang phải. Thế thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình hướng dẫn cho bạn từng câu này. Ở phần bài hát này, phần lời hát này. Câu thứ nhất, chúng ta sẽ xoay người sang bên phải một góc 45 độ nhé. Tay trái chúng ta chống hông, trụ chân bằng chân phải, trụ bằng chân phải. Nhịp 1, chúng ta bước chân trái chéo về phía trước, đồng thời giơ tay phải lên cao. 1. Nhịp 2, đưa chân trái về phía sau và hạ tay xuống. 2. Nhịp 3, 4 giống như nhịp 1 và nhịp 2. 3, 4, bỏ cả hai tay xuống. Sau đó 5, 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ đổi bên sang bên tay trái. Chúng ta sẽ xoay người sang bên trái và 45 độ. Lấy chân trái làm trụ, tay phải chúng ta sẽ sống hông, bước chân phải chéo lên phía trước 45 độ ở nhịp 5, tay trái để đưa lên cao 5 6 7 8. Bây giờ chúng mình sẽ làm lại câu 1 nhé. Bắt đầu này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2, nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang, hai tay chúng ta sẽ đan vào phía trước nhé, từ từ đưa lên cao này. 1. Nhịp 2, thu chân trái về và ta hạ tay xuống. 2. Nhịp 3, 4 chúng ta thực hiện với chân phải và tay cũng như thế. 3, 4,
5, 6, 7, 8 chúng ta bước chân theo hình quả chám, bắt đầu bằng chân trái. 5, bước chân trái chéo qua chân phải, hai tay chúng ta sẽ đặt chéo nhau và đặt lên vai của mình. Hai tay đặt chéo nhau đặt lên vai nhé các bạn nhé. 5. Nhịp 6, bước chân phải tiếp tục chéo chân phải, hai tay chúng ta buông ra rồi lại lên vai, tay nào bảo cái tay lên vai ấy. 6. Nhịp 7, nào chúng ta lùi chân trái, hai tay chúng ta đưa về phía trước, ngửa lòng bàn tay lên. Và nhịp 8, chúng ta thu tay về và thu chân về. Mình sẽ quay hướng này nhé, để các bạn nhìn là động tác tay của câu 2 này. Để câu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Nào bây giờ chúng mình sẽ làm cùng chiều nhé. Câu 2 này. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu 1 và câu 2 liền nhau. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta tiếp tục với câu 3. Câu 3 bây giờ chúng ta sẽ bước chân sang trái một bước, sau đó lại bước chân sang phải một bước các bạn nhé. Kết hợp với tay này. Nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang, hai tay chúng ta sẽ đưa về phía trước mặt. Đấy, nửa lòng bàn tay về phía trước, vuốt qua mặt các bạn nhé. Sẽ là 1 này. Nhịp 2 bước chân phải theo này, hạ tay xuống. 2, 3, 4 chúng ta lại bước chân sang phải và bàn tay cũng giống như nhịp 1 và nhịp 2. 3, 4. Các bạn nhìn vào tay nhé. 1, 2, 3, 4. Đấy, chúng ta vuốt tay qua mặt. Đấy, ngửa lòng bàn tay về phía trước các bạn nhé. Nào, làm lại nhịp 1, 2, 3, 4 của câu 3 này. Bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Nhịp 5 này. Bước chân trái sang ngang kết hợp, hai tay chúng ta đưa lên cao, đẩy sang bên phải nhà 5. Nhịp 6 bước chân phải theo chân trái, hạ tay xuống. Nhịp 7, 8 chúng ta đổi bên. 7, 8. Nào chúng ta sẽ làm cả câu. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ đi theo hình quả chám. 1, bước chéo chân trái thì hai tay chúng ta đều đánh sang bên trái các bạn nhé. 2, bước chân phải thì hai tay chúng ta phải đánh sang phải này. Lùi chân trái, hai tay chúng ta lại đánh sang trái. 3, 4. Nhịp 5, chúng ta bước chân trái sang ngang, hai tay chúng ta sẽ quơ ở phía trước. Rồi nhịp 6, chúng ta sẽ đưa sang bên trái nhé. 5, 6, đấy. 7, 8 chúng ta lại bước chân phải sang bên phải. 7, 8 chúng ta lại quơ tay ngược lại để đưa hai tay sang phải nhé. Các bạn nhìn phía trước mình làm câu 4 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu 3 và câu 4 liền nhau này. Câu 3 này, bắt đầu này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
chéo nhau ở phía trước. 5. Điểm 6, lùi chân phải, hai tay vươn lên cao. 6. Tiếp tục lùi chân trái. 7. Hai tay về phía trước. 8. Chúng ta lại đưa hai tay lên trên cao. Các bạn nhìn hướng này để mình làm câu 5. Này, câu 5 chúng ta làm như thế này. Chúng ta sẽ làm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào, cùng chiều chúng ta sẽ làm lại câu 5 một lần nữa nhé. Nào, chúng ta đang là tư thế kết thúc câu 4 này như thế này. Bây giờ câu 5 này bắt đầu này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta tiếp tục với câu 6. Nhịp 1, chúng ta sẽ xoay người sang bên phải. Bước chân trái lên phía trước, chống mũi bàn chân thôi các bạn nhé. Tay trái chúng ta sẽ chống hông và tay phải chúng ta sẽ đặt ở phía sau gáy như thế này. Nó sẽ là này. 1. Nhịp 2, chúng ta thu chân về, xoay người trở về hướng ban đầu, bỏ hai tay xuống. Nhịp 3, 4, chúng ta đổi với chân phải và lại đổi tay. Nhịp 3 này, bước chân phải lên phía trước, tay phải chống hông và tay trái đưa về phía sau gáy như thế này. 3, 4, chúng ta lại bỏ tay xuống. 5, 6, 7, 8, chúng ta lại đi theo hình quả tráng, kết hợp cái tay như sau. 5, đấy, nhịp 5 này, ta đưa ta ngửa cái lòng, ngửa cái hai bàn tay lên cao ngang vai, người ta đưa lên, đưa ra ngoài, sau đó chúng ta lại đưa tay vào trong như này. 5. Đấy, bây giờ 6 tay ta cũng làm như thế nha. Đến nhịp 6 này, tay này 6. Đấy, 7 này cũng vậy này, 7, 8. Đấy, như vậy là 4 lần chúng ta sẽ cứ đưa tay ra rồi lại đưa tay vào như thế này nhá. Chúng ta thực hiện lại câu 6 một lần nữa này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ nối câu 5 và câu 6 liền nhau nha. Cái khung câu 4 này, tay ta đang như này này, câu 5 này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu 7. Câu 7 thì bước chân nó giống hệt như câu 1 các bạn nhé. Cũng bước chéo chân trái lên phía trên. Đấy, nhưng mà khác tay này. Khác tay là gì? Ở nhịp 1 thì tay trái chúng ta sẽ đưa cao ngang vai và tay phải sẽ đưa lên cao. 1. Nhịp 2 chúng ta hạ cả hai tay xuống. 2. 3, 4 giống nhịp 1, 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 chúng ta cũng làm như vậy. Nhịp 5 thì khi bước chân phải lên thì tay trái chúng ta lại đưa lên cao và tay phải chúng ta đưa song song với mặt đất và cao ngang vai. 5. 6 để hạ tay xuống. 7. 8. Mình quay lại hướng này, các bạn nhìn tay của cô bảy nhé. Này, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Bước chân giống thể câu 1, chỉ có khác tay thôi. Bây giờ sang câu 8. Câu 8 thì nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 nó giống như câu 6 các bạn ạ. Nhịp 1 này cũng xoay người, bước chân trái lên phía trước này. 2, 3, 4. Bây giờ 5, 6, 7, 8 này. Nhịp 5 chúng ta bước chân trái sang ngang. Hai tay chúng ta sẽ thực hiện là bằng nửa bàn tay trái bên, úp bàn tay xuống, bàn tay phản xuống. Chúng ta sẽ bước chân trái này. 5. Nhịp 6 chúng ta sẽ bước hai cẳng bàn tay cho nhau, chống mũi bàn chân phải, cạnh chân trái. 6. 7, 8 chúng ta sẽ đi sang bên phải và chúng ta làm tương tự, chúng ta lại nửa
tay phải lên và úp tay trái. 7 8. Đó. Làm liền quả câu 8 nhé. 8 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cả 8 câu. Bây giờ chúng ta sẽ làm liền mạch từ câu 1 đến câu 8 nhé. Bắt đầu. 6 7 8 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Và với tư thế như thế này, chúng ta lại tiếp tục sang bắt đầu vào câu 1 luôn lại. 1, chúng ta lại đưa tay như thế này. 2 3 4. Cứ như vậy cho đến hết bài các bạn nhé. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn bài nhảy dân vũ điểm ca đích nhân. Xin chúc các bạn thành công với bài nhảy này. Chào tạm biệt các bạn.